Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Thời gian gần đây, cái tên Cindy Lư, vợ cũ Hoài Lâm bỗng chiếm sóng khắp mạng xã hội vì lùm xùm tình cảm với nam ca sĩ Đạt Ji. Theo đó, Đạt Ji cho biết anh và Cindy Lư đã hẹn hò được một thời gian. Nam ca sĩ chia sẻ, Đạt và cô ấy đến với nhau sau cuộc ly hôn của cô ấy, cả hai đều mang trên mình nhiều tổn thương. Nhưng cũng vì vậy, cả hai tìm được ở nhau sự chia sẻ, đồng cảm và trân trọng những thời gian bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Điều khiến dư luận bàn tán là bởi Đạt Ji và Hoài Lâm vốn là bạn bè thân thiết. Về phía Cindy Lư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hoài Lâm, nàng hot mom 9X một mình nuôi hai con gái Gà và Cún. Cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc từng tuyên bố không nhận một đồng trợ cấp nào từ chồng cũ. Thay vào đó, cô làm việc chăm chỉ, xoay sở đồ nghề. Hot mom thậm chí từng bán bún rồi bán thêm nhiều mặt hàng online. Mới đây nhất, cô mở cửa hàng buôn bán về điện thoại để có thêm thu nhập. Dù vất vả nhưng bù lại, Cindy Lư có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ. Là mẹ đơn thân nhưng Cindy có thể cho hai con vào học trường mẫu giáo quốc tế. Được biết, ngôi trường mà vợ cũ Hoài Lâm chọn cho hai con là mầm non song ngữ Global Kids ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại. Các phòng học được thiết kế tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trang bị đủ dụng cụ học tập, đồ chơi phong phú. Về chương trình học, Global Kids sử dụng giáo trình The IEIC, chương trình giáo dục sớm mầm non 15 tháng đến 5 tuổi, và The IPC, chương trình giáo dục tiểu học từ 5 tuổi đến 6 tuổi. Ngoài ra, trường còn áp dụng khung chương trình kỹ năng thực hành của Montessori. Tất nhiên, mức học phí tại Global Kids không hề rẻ. Trừ khoản dịch vụ đưa rước thì Cindy Lư sẽ phải đóng cho hai con 18 triệu Việt Nam đồng một tháng, bao gồm học phí và tiền ăn. Và mỗi năm, cô sẽ phải đóng cho hai con gần 190 triệu Việt Nam đồng, bao gồm các khoản phí dã ngoại, cơ sở vật chất, textbook. Đây là mức phí không hề rẻ với các gia đình lao động bình thường. Chính điều này khiến dân tình không khỏi suýt xoa, ngưỡng mộ khả năng xoay sở, gánh vác cho các con ăn học của bà mẹ 9X. Về chuyện dạy con, Cindy Lư từng chia sẻ một quan điểm khiến nhiều người ngợi khen vì văn minh. Hot mom cho biết, sau ly hôn, cô không hề cấm cản các con gặp bố mà cho rằng nếu có duyên, các con sẽ gặp lại ba. Cindy Lư cho hay, Gà Cún làm gì mỗi ngày, mỗi tuần, tôi đều up story. Thì nếu sau này có duyên gặp lại ba, tôi cũng sẽ lên story, chứ tôi không giấu chi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.